Pro là mình trước khi sang là mình đánh trước một đánh gói xuống đây luôn á. Đánh hai, luôn hai gói luôn. Hai gói. Hai gói. Cà phê nấu ướm đặt một gói anh à. Nấu ướm thì một ngày nữa gói nửa gói. Còn thường bắt đầu nữa là đặt hai gói. Đánh đến khi đánh nào mấy thì... ngày đầu á, hai ngày đầu mình đánh hai gói hai gói. Rồi bắt đầu bây giờ là định kỳ cứ buổi sáng là một gói với nửa thùng chút lên, một gói nửa thùng chút lên.